Em chào các bác nha, em đến từ Sóc Đồng Đông Sơn. Giới thiệu các bác đây là mẫu trâu mới ở bên em. Thì hôm qua bác mấy bác cứ hỏi là còn mẫu nào khác không, thì nay em mới nhập về. Đó, đây là mẫu trâu mới bên em. Thì các đặc điểm của cái mẫu này thì việc đầu tiên là em nhắc lên này, nó khá là nặng. Bác biết cái vấn đề ở đâu không? Thì đây, đầu tiên là cái con trâu này là đặc luôn, trâu đặc nha bác. Em gõ này, bác nghe thấy tiếng không rỗng đúng không? Nhưng mà cái phần đồng tiền này là rỗng đó, các bác có thể nghe. Thì cái phần cái trâu này là trâu đặc nha các bác, không phải là trâu rỗng như cái đồ, như cái con trâu này là rỗng đó, các bác nghe là các bác biết liền là đồ đặc hay đồ rỗng này. Đây này, bác nghe các bác biết liền luôn đúng không? Thì đó, con trâu này là như thế. Trâu này biểu tượng cho sức mạnh nha các bác. Đó, rất là đẹp. Thì ý nghĩa hôm qua em cũng đã nói hết rồi. Con trâu này đang ngồi trên đống tiền, rất là nhiều vàng bạc châu báu. Đó, đặc. Nói chung là các bác gõ tay vào đây các bác đau tay luôn á. Đây là đồ đặc nha các bác. Thì các bác nào mà muốn mua sản phẩm này hay là muốn biết thêm về sản phẩm này, hai châu này nhé các bác, thì cứ liên hệ qua cho em qua số điện thoại đây 0963378563, Zalo của em cũng là 0963378563. Thì các bác cứ alo cho em nha các bác. Thì các bác nào mà muốn xem các sản phẩm khác thì cứ lên Đồng Đông Sơn của em coi. Thì bên em là cũng rất là nhiều sản phẩm. Các bác nhớ đăng ký kênh của em nhé.